xin chào các bạn. Các bạn nào mà coi mấy cái video của tôi thì các bạn biết cái tiểu bang Arizona là tiểu bang có nhiều sa mạc. Nếu mà các bạn để ý thấy đó, chung quanh nhiều cái cây xương rồng, chỗ nào cũng đầy hết cái mấy cây xương rồng. Tôi không có nói nhiều, mời các bạn cứ coi cái cảnh thoải mái. Đây là ngày trong tuần, thành ra ai cũng đi làm nên cái chỗ này thật là vắng, hình như là chỉ có mình tôi đi thôi, thật là thoải mái.